Trong xu thế phát triển kinh tế hội nhập, mỗi doanh nghiệp đều cần phải thể hiện bản lĩnh và sự khác biệt của mình. Bằng cả 25 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas đã không ngừng thể hiện bản lĩnh vươn lên, gặt hái những thành công nối tiếp. Đó là sự nỗ lực của nhiều thế hệ lao động, luôn hòa chung nhịp thở, đồng lòng, đóng góp công sức cho ngành công nghiệp khí nước nhà. Tên tuổi của PVGas được nhắc nhớ bởi những thành tựu, những bước đột phá không ngừng để phát triển bền vững. Khó khăn và thử thách không thể là rào cản mà trở thành động lực để những con người PVGas càng quyết tâm đạt tới từng dấu mốc quan trọng, kiên định tạo dựng thương hiệu, năng lượng cuộc sống. Đó là bản lĩnh của một tập thể anh hùng lao động. Trở thành cánh chim đầu đàn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đó là niềm tự hào của PVGas, nhưng cũng là minh chứng cho cả một chặng đường bền bỉ với bao âm thầm tự lực, tự cường, đúc kết những nỗ lực vượt qua thử thách trong 1/4 thế kỷ nhiều biến động. Ý tưởng về một ngành công nghiệp khí hoàn chỉnh được hình thành vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước để trở thành tên tuổi PVGas ngày hôm nay. Kể từ mùa hè năm 1986, thời điểm mở đầu sự nghiệp đổi mới đất nước, khi dòng dầu công nghiệp đầu tiên được khai thác, những ngọn lửa rực sáng trên giàn khoan đã trở thành niềm tự hào của cả Việt Nam. Thế nhưng, khi đó một lượng đáng kể khí đồng hành được khai thác cùng dầu thô bị đốt bỏ ngoài khơi suốt nhiều năm, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa gây lãng phí tài nguyên tổ quốc. Từ nỗi trăn trở này, quyết tâm thu gom, vận chuyển khí đồng hành vào bờ và sử dụng để phục vụ nền kinh tế quốc dân đã được hiện thực hóa. Ngày 20 tháng 9 năm 1990, PVGas được thành lập có tên gọi ban đầu là Công ty Khí đốt, trên cơ sở nòng cốt là Ban Quản lý Công trình Dầu khí Vũng Tàu. Ngay lập tức, công ty đã khẩn trương tập trung lực lượng, nghiên cứu làm chủ công nghệ, lập dự án, triển khai các nhiệm vụ được giao từ Tổng Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam, tên trước đây của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đáng nói hơn, PVGas ra đời trong bối cảnh kinh tế đất nước còn nhiều trở ngại, điều kiện cơ sở, trang thiết bị vô cùng thiếu thốn, kiến thức về ngành khí còn quá mới mẻ. Khó khăn chưa bao giờ là rào cản, mà ngược lại là động lực để những thế hệ mở đường của PVGas nỗ lực hơn, đoàn kết vượt qua gian nan. Là ban quản lý dự án thì lương bao cấp, nhưng chuyển sang Công ty Khí đốt Việt Nam thì là kinh doanh, mà kinh doanh phải tự làm để có cái để mà nuôi quân. Thế thì những ngày đầu như thế chúng tôi không có tiền để chi lương, thì chúng tôi đã tổ chức đi thầu xây dựng để sống. Một mặt ai làm khí thì cứ làm khí, 70% là đi lao động xây dựng để xây dựng cái tổ chức ban đầu để nuôi quân nữa. Điều kỳ diệu của sự dấn thân mở đường của Tổng Công ty Khí Việt Nam đó là từ con số 0 tròn chính, chỉ sau một thời gian ngắn, PVGas đã góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia khí trên bản đồ thế giới nhờ có những quyết sách đúng đắn, hướng đi đổi mới. Các thế hệ người lao động PVGas không thể không nhớ khi nói về hai dấu mốc đầu tiên cách nhau chỉ 10 ngày. Đó là ngày 17 tháng 4 năm 1995, dòng khí đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ ngoài khơi xa đã tiếp bờ, được đưa đến trạm phân phối khí Bà Rịa. Và gần 10 ngày sau, ngày 26 tháng 4 năm 1995, nhà máy nhiệt điện Bà Rịa phát ra dòng điện đầu tiên từ nhiên liệu là khí, thay thế dầu DO nhập khẩu để hòa vào lưới điện quốc gia. Cho đến nay, những công trình mở màn mà PVGas đã tạo nên vẫn là niềm tự hào để nhớ về những ngày đầu gian khó. Cái niềm vui rất là khó tả với anh em khi mà anh em lên trên dinh cố, nơi mà cái dòng khí đầu tiên vào nó cháy lên ngọn đuốc, thì anh em gần như là vỡ hòa trong tiếng cười và ôm nhau nhảy múa. Thì đấy là cái cảm giác đầu tiên tôi ấn tượng mãi. Những thành công đầu tiên đã đến, nhưng ít ai biết rằng để có những giây phút hân hoan như thế, có rất nhiều những con người miệt mài, lo lắng, hồi hộp, quên ăn, quên ngủ để tìm ra cách làm và lựa chọn công nghệ. Thì chúng tôi cũng rất lo lắng, rồi không biết là trong ống thì nó sẽ như thế nào, rồi có thể chất lỏng nó vào bờ hay không. Trước thử thách, càng phải bền bỉ nỗ lực, trách nhiệm, niềm tin và tình yêu nghề càng thôi thúc mạnh mẽ. Những trăn trở đó đã được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự chỉ đạo sáng suốt và sát sao của chính phủ, các bộ, ban ngành. Đặc biệt
là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giúp PVGas tự tin hơn khi thực hiện sứ mệnh khó khăn nhưng vinh quang của mình. Hành động quyết liệt, thể hiện bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, ghi thêm nhiều dấu ấn trên con đường phát triển. Cái điều mà nó khác biệt với các cái đơn vị khác, nó làm nên cái tên tuổi của PVGas. Thứ nhất là cái tinh thần làm chủ, tinh thần vươn lên để nắm bắt những công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến. Đấy là công nghệ vật khí. Và cứ như thế, hành trang của PVGas cứ lớn dần lên theo năm tháng. Việc hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý khí Dinh Cố vào cuối năm 1998 đánh dấu một sự kiện trọng đại đối với PVGas về mặt kỹ thuật, kinh tế và xã hội. Lần đầu tiên, LPG và condensate được sản xuất tại Việt Nam. Rất nhanh sau đó, vào tháng 5 năm 1999, PVGas bắt đầu đáp ứng phần lớn nhu cầu LPG trong nước với chất lượng tốt, giá cạnh tranh, thay thế cho việc phải nhập khẩu sản phẩm này. Từ những thành tựu của hệ thống khí Cửu Long, PVGas tiếp tục mạnh dạn triển khai hệ thống khí thứ hai, dự án Nam Cô Sơn, với sự tham gia của các đối tác nước ngoài là những tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới. Với tổng số vốn đầu tư ban đầu lên tới 600 triệu đô la Mỹ, công suất trên 7 tỷ mét khối khí một năm, làm gia tăng đáng kể sản lượng khí mà PVGas cung cấp ra thị trường, góp phần tạo nên một hệ thống liên hoàn khí, điện, đạm và khu công nghiệp. Tiếp bước và mở rộng năng lực cung cấp khí thiên nhiên từ bể Nam Côn Sơn, hiện nay việc triển khai xây dựng hệ thống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 cũng đang được PVGas triển khai với một tốc độ kỷ lục. Vào năm 2005, hướng về miền Tây Nam Bộ, PVGas nhanh chóng đầu tư hệ thống khí PM3 Cà Mau với 325 km đường ống khí ngoài khơi và trên bờ, công suất thiết kế trên 2 tỷ mét khối khí hàng năm, tham gia đặt nền móng cho khu công nghiệp khí điện đạm thứ hai của đất nước. Hai cái cụm khí điện đạm Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó PVGas đóng vai trò rất quan trọng, hợp tác hiệu quả trong cái việc cung cấp ổn định cái lượng khí cho PV Power, cho các nhà máy điện khí, đặc biệt là trong các tháng mùa khô cao điểm. Và mới đây nhất, tháng 8 năm 2015, hệ thống khí Hàm Rồng, Thái Bình với công suất 500 triệu mét khối khí một năm bắt đầu đưa khí vào bờ, mở rộng năng lực của ngành khí, đánh dấu điểm khởi đầu của công cuộc phát triển thị trường tiêu thụ khí thiên nhiên ra miền Bắc. Trình và nó tiếp tục được hoàn chỉnh. Rất nhiều những công trình hiện đại và đáng ngưỡng mộ, rất nhiều những dự án phối hợp chi tiết, chỉnh chu và đồng bộ tạo nên một mạng lưới liên hoàn, phức tạp và quy mô. PVGas hiện đang tự chủ quản lý tổng tài sản gần 3 tỷ đô la Mỹ với 4 hệ thống khí có tổng chiều dài hơn 1.200 km đường ống biển bờ, 2 nhà máy xử lý khí, nhiều trạm phân phối khí, 12 kho chứa gần 100.000 tấn LPG bằng 58% công suất kho cả nước. PVGas đã phát triển mạnh một số dịch vụ như vận chuyển khí thiên nhiên, tàng trữ, vận chuyển condensate, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí, sản xuất ống thép và bóng ống cho hoạt động dầu khí, phân phối khí hóa lỏng LPG, khí thấp áp, khí thiên nhiên nén CNG. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ khí trong nước ngày càng tăng, PVGas cũng đang tích cực đầu tư các dự án mới như dự án khí Lô Bê, Ô Môn, nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng LNG nhằm gia tăng giá trị sử dụng khí, tận dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước. Đến ngày hôm nay, Tổng công ty khí đã có thể nói là đã xây dựng được một ngành công nghiệp khí tương đối hoàn chỉnh. Cái thể hiện rõ nhất là đã xây dựng được một cái cơ sở hạ tầng công nghiệp khí, tạo tiền đề để có thể hình thành nên mạng lưới đường ống khí của cả nước và tạo tiền đề để có thể là liên kết với hệ thống các đường ống dẫn khí trong khu vực. PVGas đã để lại trên cái bản đồ về công nghiệp Việt Nam những công trình lưu danh, không những góp phần đảm bảo cái an ninh năng lượng cho đất nước mà còn góp phần đảm bảo được cái an ninh lương thực của đất nước ta. Hiện nay, PVGas đang cung cấp khí để sản xuất từ 30% đến 35% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm và duy trì khoảng 70% thị phần LPG trong nước, phục vụ các ngành công nghiệp, giao thông và dân dụng của cả nước.
Mỗi năm, PVGas đóng góp trung bình 10% doanh thu toàn tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam và trên 2% GDP cả nước, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Về sản lượng, PVGas đã cung cấp trên 102 tỷ mét khối khí khô, 10,5 triệu tấn khí hóa lỏng và xấp xỉ 1,6 triệu tấn condensat. Tổng doanh thu đạt gần 517.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 57.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 83.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bằng nỗ lực cung cấp khí của mình, PVGas đã tiết kiệm cho đất nước một khoản ngoại tệ nhiều tỷ đô la Mỹ kể từ năm 1995 đến nay nhờ giảm lượng dầu DO nhập khẩu để phát điện. Năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt đáng ghi nhớ của PVGas. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp, PVGas đã thực hiện IPO thành công và là một trong số ít công ty cổ phần có số vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Việc cổ phần hóa PVGas đã làm lợi cho nhà nước hơn 11.000 tỷ đồng từ việc đánh giá lại tài sản và thặng dư bán cổ phần. Thành công cho công tác cổ phần hóa đã đem lại cho PVGas lợi thế lớn về kinh doanh, thương mại và làm cho giá cổ phiếu của gas tăng lên nhiều lần so với mệnh giá. PVGas có cơ hội thu hút rộng rãi nguồn vốn đầu tư, phát huy vai trò làm chủ của người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo bước nhảy vọt trong công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường hợp tác, nhanh chóng hòa nhập thị trường quốc tế. Quá trình cổ phần hóa thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng mức độ quốc tế hóa và xã hội hóa của các cái hoạt động của ngành công nghiệp khí Việt Nam. PVGas thì luôn luôn tự tin, nỗ lực để xứng đáng là đại diện tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam. Để có được bảng vàng thành tích 25 năm ấy, yếu tố con người luôn được PVGas xem là yếu tố quyết định. Ở mỗi giai đoạn phát triển, tập thể lãnh đạo PVGas luôn là đầu tàu gương mẫu và sáng tạo. Sự sáng tạo từ cách tổ chức, sự lan tỏa quyết tâm của đội ngũ tổng chỉ huy với những chiến lược, chính sách rõ ràng, quyết đoán đã tác động làm thay đổi to lớn đến tư duy và tinh thần vào cuộc của toàn thể đơn vị. Cả đội ngũ không ngừng phấn đấu hoàn thiện cả quy mô lẫn chất lượng. Từ một đội ngũ chỉ hơn 100 người mới chập chững vào nghề khi mới thành lập, đến nay PVGas đã thu hút hơn 3.000 lao động trình độ cao, chuyên môn giỏi. Từ một công ty nhỏ với vài ba bộ phận, hôm nay PVGas đã trở thành một tổng công ty hàng đầu ngành dầu khí với 18 đơn vị trực thuộc và thành viên có chức năng, nhiệm vụ, hình thức liên kết khác nhau cùng chung mục đích phát triển công nghiệp khí nước nhà. Thấu hiểu rằng sẽ chẳng có bất kỳ sự thần kỳ nào nếu không xây dựng đội ngũ, đồng lòng ủng hộ tư duy sáng tạo, khuyến khích lao động tận tâm, PVGas luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ, công nhân viên ngay từ những ngày đầu. Tối ưu hóa việc làm chủ công nghệ, rèn luyện và nâng cao ý thức kỷ luật, tự giác trong mọi vị trí làm việc, tại mọi cơ sở, công trình có độ phức tạp cao, hiện đại bậc nhất. Đến nay, đội ngũ lao động của PVGas đã tự đảm nhiệm được mọi hoạt động sản xuất, vận hành công trình khí mà không còn cần đến sự hỗ trợ từ chuyên gia nước ngoài. Với phương châm hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt, cả hệ thống PVGas từ người lãnh đạo cao nhất đến đội ngũ công nhân viên trên dưới một lòng gắn bó, đoàn kết, quyết tâm vượt qua từng thử thách của thời cuộc, kiên định hướng đi để dần hoàn thiện vai trò, chức năng của mình, phấn đấu không mệt mỏi vì sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và của ngành đã hôn đúc nên truyền thống tốt đẹp, quý báu của những con người PVGas. Với đặc thù của ngành khí là luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ, độc hại và nguy hiểm, ngay từ những ngày đầu thành lập, PVGas đã xác định an toàn là vấn đề sống còn để tồn tại và phát triển bền vững. Theo đó, PVGas đã xây dựng, áp dụng và liên tục cải tiến hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường tiên tiến nhất trên thế giới, đưa văn hóa an toàn vào từng hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tất cả các hoạt động của PVGas liên tục, hiệu quả. Bên cạnh đó, PVGas cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân để tuần tra, kiểm tra và giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn cho các công trình khí. Vai trò tiên phong, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển PVGas thuộc về Đảng bộ tổng công ty, cùng sự tham gia tích cực, đầy nhiệt huyết của công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, các tổ chức chính trị xã hội trong toàn đơn vị. Trải qua nhiều nhiệm kỳ công tác, Đảng bộ PVGas đã đoàn kết phấn đấu, tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng,
lối sống trong sạch lành mạnh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, cổ vũ tinh thần hăng hái lao động, sản xuất, công tác và học tập, cống hiến tích cực cho sự phát triển bền vững của tổng công ty gắn với lợi ích thiết thực của bản thân. Ăn quà nhớ người trồng cây, đội ngũ lao động PVGas luôn dành sự quan tâm thăm hỏi đặc biệt đến các bậc lão thành, tôn trọng truyền thống kế thừa, những đóng góp xây dựng của các thế hệ, tích cực giáo dục đạo đức và tình yêu nghề cho tuổi trẻ, làm giàu cho đất nước, quê hương, biết đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau để cùng tiến bộ đã là một vốn quý. Càng trân trọng hơn là tấm lòng của PVGas trong việc gìn giữ và phát huy tính trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp nhiều công trình an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. Đó chính là một trong những giá trị cốt lõi đang được PVGas gìn giữ và phát huy. Tính đến năm 2016, tổng công ty đã đóng góp trên 700 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội trên địa bàn cả nước. Điển hình, PVGas đã trực tiếp tài trợ xây dựng trên 5.000 căn nhà đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương với số tiền trên 81 tỷ đồng tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, hỗ trợ cho ngành y tế trên 83 tỷ đồng, hỗ trợ cho công tác giáo dục gần 300 tỷ đồng. Các chương trình an sinh khác của PVGas cũng đạt trên 160 tỷ đồng, trong đó điển hình là hỗ trợ các địa phương bị thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ chương trình phao cứu sinh cho học sinh, hỗ trợ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thực hiện chương trình Ngân hàng bò, hỗ trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ủng hộ chương trình Vì Trường Sa thân yêu, tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học, tham gia và tài trợ mạnh mẽ cho các chương trình truyền thông bảo vệ biển và hải đảo. Ngoài ra, PVGas cũng không quên tình nguyện tài trợ nhiều năm cho các giải vô địch bóng đá quốc gia, vô địch bóng chuyền Việt Nam, các giải đấu trong nước với mong muốn thiết tha góp phần đưa nền thể thao nước nhà vươn lên, hội nhập với khu vực và châu Á. Bằng những nỗ lực vượt bậc, không ngừng nghỉ của mình, Tổng công ty Khí Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả vượt trội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của ngành, địa phương và cả nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực, tham gia bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ với cả nước và quốc tế. Thương hiệu PVGas dần trở thành một điểm son đáng nhớ khi liên tục nằm trong top 10 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất Việt Nam, là một trong 50 công ty giá trị nhất Đông Nam Á, nằm trong top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới và dẫn đầu danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam, thuộc top 300 công ty năng động nhất châu Á. PVGas xứng đáng đón nhận các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng. Đặc biệt, danh hiệu Anh hùng lao động vì những thành tích xuất sắc vừa được Chủ tịch nước trao tặng chắc chắn sẽ là động lực quý báu để PVGas thêm vững vàng tâm thế, tạo bước đà mới, thu hoạch những mùa quả ngọt nối tiếp nhau không dứt. Nhiệm vụ trọng tâm của PVGas trong thời gian tới thì vẫn tiếp tục tập trung để làm sao vận hành an toàn, ổn định các nhà máy chế biến khí, các hệ thống đường ống dẫn khí mà hiện nay PVGas đang quản lý. Đây là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cho cái việc đảm bảo an ninh năng lượng 100% cho các nhu cầu tiêu thụ năng lượng của ngành cũng như là của các nhà máy nhiệt điện chạy khí. Đối với PVGas thì có một loạt những cái hoạt động cần phải triển khai. Trước tiên đó là cái việc cần phải duy trì hoạt động ổn định an toàn cho hệ thống công nghệ và thiết bị hiện nay. Thứ hai nữa là cần phải phát triển các hệ thống mạng lưới đường ống công nghiệp của chúng ta để phù hợp với lại cái việc phát triển cho những cái mỏ khí, những cái nguồn khí tương lai cho giai đoạn tiếp theo. Đó là các dự án đặc biệt quan trọng ở Lô B, ở Cá Voi Xanh, ở khu vực Bồn Trũng Nam Côn Sơn, đó là mỏ Sư Tử Trắng. Chúng ta cần phải tập trung vào việc mở rộng thị trường, định hướng thị trường với các cái công nghệ hiện đại, ví dụ như LNG, ví dụ như là CNG và các cái công nghiệp hóa dầu từ khí. Đấy là những cái định hướng mới của công nghiệp khí mà PVGas phải là người tiên phong dẫn đầu và dẫn dắt để cho thị trường phát triển. Chỉ với cái việc phát triển song song các cái nguồn khí tương lai cộng với lại các cái công nghệ mới thì chúng ta mới có thể phát triển được công nghiệp khí phù hợp với lại cái định hướng chiến lược của nhà nước đề ra đối với PVGas cũng như đối với PVN trong lĩnh vực công nghiệp khí. Thực hiện chiến lược phát triển 2016-2020, tầm nhìn đến 2035 và xa hơn nữa,
PVGas tiếp tục đóng vai trò và sứ mệnh phát triển ngành công nghiệp khí thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng với hệ thống cơ sở hạ tầng công nghiệp khí an toàn, hiện đại trên phạm vi toàn quốc, cấp khí tối đa có thể cho các hộ tiêu thụ, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, tài nguyên, giữ vững an ninh quốc gia. PVGas phát triển trên nguyên tắc không ngừng hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp, đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả và bền vững với công nghệ tiên tiến, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cổ đông, người lao động, đối tác và cộng đồng xã hội. Trong đó, an toàn và hiệu quả là kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển. Chú trọng chế biến sâu, đa dạng hóa nguồn khí, đa dạng hóa sản phẩm, lấy trọng tâm là sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh khí, sản phẩm khí và dịch vụ khí liên quan, phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ tận dụng các nguồn lực bên ngoài và tăng cường hợp tác quốc tế, coi con người là yếu tố then chốt, hình thành đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ, tác phong công nghiệp, kỷ luật nghiêm ngặt, xây dựng và phát triển thương hiệu Petro Việt Nam Gas uy tín, chất lượng và phổ biến. Với tầm quan trọng đã được xác định của công nghiệp khí đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bộ Công Thương đã, đang và sẽ đưa ra những đề xuất, chính sách, cơ chế, chỉ đạo để hỗ trợ ngành dầu khí cũng như Tổng công ty khí Việt Nam tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chiến lược cốt yếu của mình, tiếp tục quá trình phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, xây dựng hệ thống khai thác, chế biến, kinh doanh đồng bộ từ khâu thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt, sự hỗ trợ hết mức của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, của Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã và đang tạo cơ sở pháp lý thuận lợi, là sự động viên không ngừng để PVGas phát triển ngành công nghiệp khí ngày càng mạnh mẽ, quy mô và đồng bộ, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tôi tin rằng là được sự hỗ trợ chỉ đạo của Chính phủ, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động, PVGas sẽ thực hiện thành công, thắng lợi các cái chiến lược mà đã đề ra. Hành trình biến không thành có, biến giấc mơ xa vời thành hiện thực hữu ích, biến niềm tin vào con người Việt Nam thành tương lai cho chính người Việt Nam, chính là tinh thần PVGas, khẳng định bản lĩnh và sự khác biệt của Tổng công ty khí Việt Nam nói riêng và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nói chung. Hôm qua, hôm nay và chặng đường 25 năm qua có lẽ chưa phải là dài, nhưng cũng đã đủ để bất cứ ai chứng kiến và gắn bó phải nhớ, phải khắc sâu từng bước bứt phá của PVGas. Những thành quả tích lũy của PVGas trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển là phần thưởng xứng đáng của một quá trình hoạt động, phát huy nội lực của chính mình, nội lực của một tập thể lao động, luôn hướng niềm tin vào tương lai và quyết tâm hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong thời kỳ đổi mới, đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng.